Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta tiếp tục với những cái cuốn video tìm hiểu và giao lưu với các nhà vườn trong khu vực cây giao lưu thương mại tại triển lãm Phú Yên, khai mạc ngày 28 tháng 6 2022. Anh đang chỉnh sửa cho cây gì đấy? Sam trái à? Dạ, sam trái. Cây sam trái mà anh đang chỉnh sửa thì giá bao nhiêu anh ơi? Cây này nhỏ nhỏ giá 6 triệu à. Giá 6 triệu ạ? À? Vâng. Vâng, cây sam trái có giá 6 triệu đây. Nhà mình đến từ tỉnh nào anh ơi? Thủ Đức. À Thủ Đức. Dạ. Vâng, thành phố Thủ Đức. Dạ. À tôi là em trai của ông Đỗ Sinh. Vâng, hôm nay ông có bận tôi đi thay. À, thế sao anh lại hỏi? Xin khác bữa trước đi với bạn tôi ở trong đó đi xuống vườn đi chơi với đó mà. À anh ở Thủ Đức à? Thủ Đức thì Dương, Giang đó, ở cây trên đó. À thế thì tôi nhớ rồi. Đẹp à? Tôi đi hả? Tôi đi mà. Tôi nhớ rồi. Anh về ở chỗ sân vận động Đông Hòa. Sân vận động Đông Hòa. Câu lạc bộ bonsai Di An Bình Dương. Đúng rồi. Tôi anh em mình gặp nhau rồi. Tôi nói đùa thôi, tôi chính là Đỗ Sinh. Tôi là Đỗ Sinh, ngược sang Đỗ Sinh. Có một cái trùng lặp, anh em tôi đi đến đâu cũng gặp rất nhiều bạn bè, rất vui. Đúng rồi. Tối nay tôi làm chương trình khai mạc ở đây mà. Đúng rồi. À, vậy là trưởng đồ đó, trưởng ở Di An Bình Dương ở trong đó, Đông Hòa đó. Đúng rồi. Nằm tại đó. Đúng rồi. Tôi chính rồi đó. Ừ. Thì cái lúc ra thành lập cái chợ và ở sân vận động Đông Hòa và cái câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Di An là tôi vào đấy mà, tôi làm cái chương trình thành lập đấy mà. Đây của anh có cái cây này tôi muốn tìm hiểu cái anh ấy. Cây này này, cây này cây trà Phúc Kiến hả? Cây này á, à? Nhìn xa giống trà Phúc Kiến thế. À, rồi ôi, cây sam trái đẹp quá này. Đúng rồi, dày đặc trái ra rồi, đẹp không? Nhìn xa tôi lại tưởng là trà Phúc Kiến. Khỏe lắm, cây dòng cây khai thác này, sam núi khai thác này. Cây này mà giao dịch giá bao nhiêu nhỉ anh ơi? 250 triệu. À? Vâng. Anh cho cái số đọc chậm điện thoại tí nhỉ? 0977700664. Vâng, anh tên là gì? Cái đó lấy này chậm móc trước. Tên là trưởng ạ. Dạ. Rồi rồi. Trưởng quê ở Thủ Đức. Quê Bình Định nhưng mà làm trong đó. Vâng, làm trong Thủ Đức. Quê gốc Bình Định. Rồi, cây sam trái đẹp quá, dáng huyền. Và đặc biệt là tôi thấy anh có mấy cây sam trái điện đấy. Cây này còn quả còn dày hơn. Nó ra sau. Mà nét cây ở phía dưới cũng khá đẹp.
Ôi giời, nhà mình rất nhiều sam trái nhỉ. Dạ. Đây này. Quay đi quảnh lại đằng sau này toàn sam trái thôi. Toàn sam khai thác hết nhỉ. Toàn sam núi. Chứ không phải sam miền Tây đưa ra. Nhiều quá. À, tôi hỏi cái giá của một cây nó nho nhỏ thôi. Ví dụ như cây này giá bao nhiêu hả chị ơi? Cây này 15 triệu hết anh, một cây, hàng này. Một hàng này đều giá đều giá 15 dạ, triệu. Dạ, dạ. Thì có cái cây kia là 25 triệu thôi. Cây bà bay bay đó. Nhắm cây ngoài cùng nhỉ? Đây này, cái giữa ngoài cái giò này. À cây này chị. Vâng. Cây cờ cái giò đó là 25 triệu. Rồi. Đó tay cớ bên á. Đây gì? Cái này là 25 triệu. Dạ. Ui trời ơi, trái này các bác nhìn sướng không? Đây, trái như chùm nho hết đấy. Đây là cây này là 25 triệu. Còn lại đây là 15 triệu hết. Rồi. Cây này là 20. Rồi, thế là tôi lại gặp người quen. Vâng, à, làm cái chương trình cây cảnh nghệ thuật thì đi đến đâu mà chả gặp người quen. Đều nhận ra nhau hết. À, từ khi còn gặp nhau ở Dĩ An, Bình Dương. Đây tôi thấy anh có cây kim quýt phải không anh? Cây kim quýt trước màn hình đây là cây này bao nhiêu tiền anh ơi? Cái này 6 triệu. Ừ. Và 6 triệu. Nói chung là đủ cỡ. Khủng khiếp kìa, trái mọc dày đặc kìa. Siêu trái. Trời thế này mới thích kìa. Mà sau này càng chơi dăm nó càng dày, càng rụt rịt lại. Gốc cũng khá đẹp. Giá 25 triệu. Rồi, chúng ta đi đến mặt hàng khác đi. Phía ngoài này tôi thấy anh có một số cây gì đây? Cây bông trang à? Bông trang vàng này. Vâng, ngay đối diện bên kia là cổng chính của triển lãm Phú Yên. Trên khuôn viên bảo tàng Phú Yên. Vâng, nhà vườn này phong phú quá mà số lượng cây rất nhiều. À, từ Hải Châu này đang đeo rất nhiều quả này, cho đến những cây linh sam rực rỡ hoa tím này. Đặc biệt có một cây seri, cây theo dáng tự nhiên, rất tự nhiên.
Vâng, nếu mà tổng thể thì tôi thấy là có một số những cái tác phẩm rất đẹp các bác ạ, không thua kém gì ở trong khu vực triển lãm đâu. Đây này, cây sam trái này là những cây tầm nhỏ một người bê đẹp tuyệt vời luôn. Giá 20 triệu. Đây, ví dụ như cây linh sam này không đẹp hả các bạn? Thuần bệ rất nghệ thuật.